Today we will learn about lesson 30C. Nào, hôm nay mình sẽ tiếp tục luyện tập tiếp với cái bài test này nhá. Thì hôm nay chúng mình sẽ học về cái reading. Và mình có kỹ năng reading là kỹ năng đọc hiểu. Đó, reading này. Reading, mình biết là read a book, có nghĩa là đọc sách đúng không? Vậy thì mình có một kỹ năng trong tiếng Anh là reading, có nghĩa là kỹ năng đọc hiểu. Đó, nào, mình sẽ đến với exercise 1 nào. Look and read, put a tick or a cross in the box. Cái bài này thì mình làm nhiều rồi đúng không con? Tức là người ta sẽ cho mình một cái bức tranh này, và bên cạnh đấy sẽ là một cái câu. Và mình sẽ phải đọc cái câu đấy lên và nghĩa nó, xem là cái câu đó có đúng với cái bức tranh tương ứng hay không. Nếu mà đúng thì mình sẽ tick, còn nếu mà sai thì mình sẽ cross. Đó. Ví dụ như con nhìn vào cái example đầu tiên này. Ở đây là hình hình gì đây? Hình em bé. Đúng rồi, đây là hình một em bé đúng không? Và cái câu bên cạnh người ta nói là this is a baby. Đó, mẫu câu bắt đầu với this is có nghĩa là đây là. Nhớ cái từ này này. Cái từ này có nghĩa là đây là. Vậy thì có nghĩa là, vậy thì cái câu này có nghĩa là gì? Đây là em bé. Đúng rồi, this is a baby. Đây là một em bé, vậy thì đúng hay sai? Đúng. Đúng rồi. Nào, number two. Ở đây là hình của cái gì đây? Ô tô. Và cái câu người ta cho mình là gì? Đọc cái câu người ta cho mình lên cô xem nào. A boat. This is a boat. Và mình biết là a boat là cái gì con nhỉ? Là cái thuyền ạ. Vậy thì câu này sẽ là sai hay đúng? Sai. Đúng rồi, đó, hiểu chưa? Nào, bây giờ mình mới vào bài thật của mình này. Question 1 này. Đọc cho cô cái này lên nào. Đọc cho cô cái giọng này lên nào. This is a motorbike. Okay, this is a motorbike. Mình có motorbike là cái gì nhỉ? Là cái xe máy. Mà hình ở đây của mình lại là hình gì đây? Là cái xe đạp. Okay, vậy là câu này sẽ là tick hay là cross nhỉ? Cross. Đúng rồi, cross. This is a motorbike. Đây là cái xe máy. Nào, question 2 nào. Nhìn hình và đọc. A lamp. This is a lamp. Có nghĩa là gì? Đây là cái đèn. Vậy thì đúng hay sai? Đúng. Good. This is a lamp. Question 3 nào. This is eraser. This is an eraser. Mình có eraser là cái gì con nhỉ? Tẩy. Tẩy, đúng rồi. Vậy thì câu này đúng hay sai? Good. Number 4 now. This is a door. This is a door. Mà hình này là hình gì nhỉ? Cái cửa sổ. Cái cửa sổ trong tiếng Anh là gì con? Window. Window. Vậy thì câu này là sai đúng không? This is a door. Còn door là cái cửa bình thường của mình đúng không? Question 5 nào. The last one nào. This is a ruler. This is a ruler. Đúng không con? Đúng là đây là cái ruler không? Mình có ruler là cái gì nhỉ? Là cái thước. Đúng rồi, mình có ruler là cái thước kẻ. Rồi, kết. Part 2 nào. Part 2. Look and read. Write yes or no. Tức là bài này cũng sẽ giống như bài trước thôi. Vẫn là con sẽ nhìn tranh. Đó, và người ta sẽ đưa cho con một số các cái câu như thế này. Con, cô cùng với con sẽ đọc cái câu này lên. Đọc cái câu này lên là
Mình sẽ dịch nghĩa nó rồi mình sẽ nhìn vào tranh để mình hỏi xem là nó đúng hay sai. Ok. Ok. Nào, nhìn vào cái example đầu tiên nhá. Người ta nói là the girl is reading a book. The girl is reading a book có nghĩa là bạn gái này đang đọc quyển sách. Vậy thì câu này đúng hay sai con? Khi mà con đọc câu này lên và con nhìn vào tranh nào. Bạn gái này đang đọc sách thì đúng hay sai con? Đúng. Đó, tức là mình đọc câu lên và mình sẽ dịch cái câu đó. Và sau đó mình sẽ nhìn lên tranh để mình xem là câu đấy có đúng hay không. Vì nếu mà đúng thì mình sẽ điền là yes. Sai thì mình sẽ điền no. Thì ở trong tranh này bạn gái này đang cầm quyển sách màu xanh đúng không? Đó, nên mình sẽ điền là yes vào đây. Rồi, good. Number two là there is a lizard on the mat. Con có biết lizard là gì không? Con thần lằn. Đúng rồi, lizard là con thần lằn. Mà ở trên cái thảm thì con nhìn xem ở trên cái thảm con nhẹ. Vậy thì câu này là đúng hay sai? Sai. Đúng rồi. Bởi vì ở trên thảm của mình là con spider nên là mình sẽ không thể nói cái câu there is a lizard on the mat là đúng được, đúng không? Vậy thì mình sẽ điền là no. Đó, con hiểu cách làm bài này chưa? Con hiểu. Rồi, nào bây giờ mình sẽ làm nào. Question nào, tranh nhá. Question 1 nào. The boy is sitting in an armchair. Có nghĩa là bạn trai này thì đang ngồi trên một chiếc ghế. Nhưng mà phải là ghế có tay dựa nhá. Armchair. No. No. Đúng rồi. The boy is sitting in an armchair. Thì ở đây chúng mình sẽ có động từ sit. Sit này có nghĩa là ngồi. Đó. Armchair có nghĩa là cái ghế có tay dựa ấy. Còn cái bạn ấy đang ngồi đây không phải là cái armchair mà chỉ là cái chair thôi. Ok. Number 2 này. The frog has got a guitar. Có nghĩa là con ếch. Đúng rồi, con ếch thì đang có một cái guitar đúng không? The frog has got a guitar. Number 3 nào, đọc cho cô lên nào. There is a door on the television. Okay. There is a door on the television. Mình có television là gì con? Mình có television có nghĩa là cái TV. Và trong tiếng Anh thì cái television đấy con có thể viết tắt là TV cũng được nhá, không cần phải viết ra là television. Nhưng mà mình phải biết là cái television là cái TV để sau này ví dụ vào trong bài học thì mình sẽ không bị bỡ ngỡ. Ok, mình có cái door. Mình có cái door là cái gì nhỉ? Door. Búp bê. Đúng rồi, mình có cái door là con búp bê. Vậy thì người ta nói là có một con búp bê ở trên cái tivi, có đúng không con? There is a doll on the TV. Đúng không? Đúng. Good. Number 4 now. The cat under the sofa. Mình có cái under là có nghĩa là gì nhỉ? Cái từ under nghĩa là gì? Đấy là một từ chỉ vị trí nào. Bên dưới. Đúng rồi, under là bên dưới. Vậy thì câu này có nghĩa là con mèo thì ở bên dưới cái sofa, có đúng không? Con mèo đang nằm ở trên cái sofa. Đúng rồi, con mèo đang nằm ở trên cái sofa. Mình sẽ điền là no. Good. Number 5 nào. The girl is wearing a purple shoes. Tức là bạn gái này thì đang wearing là mang là mặc nhá. The girl is wearing a purple shoes. Tức là bạn gái này thì đang đi một đôi giày màu tím, có đúng không? Đúng. Okay. Thế là yes. Good. Nào, bây giờ đọc lại cho cô các câu từ 1 đến 5 nào. Để mình luyện đọc. The boy is sitting in an armchair. Okay. The frog has got a
guitar. There is a door on the television. The cat under the sofa. The girl is wearing a purple shoes. Okay. Good. Now, tốt. Thế là bài này mình đã làm đúng hết rồi nha. Part 3 nè. Look at the picture and look at the letters. Write the words. À, tức là bài này là sao? Bài này người ta bảo là con hãy nhìn vào bức tranh và sau đó nhìn vào những cái chữ cái và sau đó viết lại đúng cái từ chữ cái đó từ cái bức tranh. Ví dụ như nhá, con nhìn vào cái ví dụ đầu tiên này. Ở đây chúng mình có hình một bát cơm. Đó. Và ở bên cái nồi bên này. Đó, con thấy không? Thì có những cái chữ cái bị xếp sắp xếp lộn xộn. Và nhiệm vụ của Minh Châu là gì? Nhiệm vụ của Minh Châu là con phải sắp xếp lại những cái chữ cái đó sao cho đúng với cái tranh bên này. Đấy, thấy không? Ví dụ, ở đây con có một bát cơm này. Sau đó con có bốn cái chữ C-E-I-R này. Sau đó con sẽ ghép nó lại thành chữ gì đây? Rice, đúng rồi. Cái chữ rice này thì ở cuối mình phải bật cái âm s lên nhá, tại vì nó có hai cái chữ ce này. Rice. Đúng rồi. Nào, thế mình có number one nào? Nhìn vào number one cho cô. Number one chúng mình có cái gì kia? Thịt. Miếng thịt. Vậy thì mình có miếng thịt tiếng Anh là gì nhỉ? Con có biết không? Yes. Ok, chúng mình có từ thịt tiếng Anh là meat. Meat. Đây, cái từ meat phải biết như thế này. Mình sẽ có tiếng Anh miếng thịt là meat. Nhá. Nào, đọc lại một lần nữa với cô nào. Meat. Meat. Đúng rồi, meat. Number two nào. Number two này dễ hơn này. Carrot. Viết như nào? Đánh vần cho cô nào. Để cô ấy vào đây nè. Đánh vần cho cô nè. C O T. Đúng không? Đúng rồi. Carrot. Nào, đọc lại lần nữa nào. Carrot. Rồi, là quả cà rốt. Con có thích ăn quả cà rốt không? À, củ cà rốt chứ. Con không thích ăn. Cô cũng vậy, cô rất là sợ ăn cái củ này luôn. Nào, number 3 nào. Number 3 nó vẽ hơi sai một tí đấy. À không, cũng không sai nhưng mà hơi khó nhìn. Không biết con có biết không? Không biết con có đoán ra quả gì đâu, củ gì đâu. Củ khoai. Đúng rồi, củ khoai gì đã? Khoai gì? Khoai gì khoai tây. Nào, khoai tây tiếng Anh là gì? In English. Potato. Potato mình sẽ viết như nào con? Con không biết. Ok, bây giờ mình sẽ có potato viết như này nhá. P-O-T-A-T-O. Potato. Đọc lại cho cô nào. Potato. 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 And question 4. Mình có quả gì kia? Tomato. Tomato. Good. Tomato là quả gì con? Là quả cà chua. Tomato là quả cà chua. And number 5 nhỉ? Number 5 này là cái ai cũng thích ăn đây này. Cái đùi gà. Ok, nhưng mình sẽ gọi chung thôi chứ mình không gọi hẳn ra là đùi gà. Nhưng mà từ này đoán xem là mình sẽ điền từ gì vào đây nào. Đó đó cô sẽ đọc. Gà là gì? Gà tiếng Anh là gì? Chicken. Đúng rồi. Ở đây mình sẽ có chữ chicken viết như này nhá. C-H-I-C-K-E-N. Chicken. Chicken. Rồi đó. Mình sẽ có bốn cái từ nhá.
Meat này, meat là thịt này. Carrot là củ cà rốt này. Potato là củ khoai tây này. Tomato là cà chua. Và chicken là gà. Good. Part 4 now. Read this. Choose a word from the box. Write the correct words next to number 1 to number 5. There is one example. Oh. Tức là con phải điền những cái từ ở trong cái bảng này vào trong cái bài kia sao cho đúng nhất. Đó. Sao cho cái câu thành để thành một cái bài văn hoàn chỉnh. Vậy thì bây giờ cô sẽ dịch những cái từ trong cái box này trước đã nhá. Đầu tiên mình có animal là gì nhỉ? Động vật ạ. Mình có jacket. Áo khoác. Rồi. Carrot. Mình có legs. Water. Nước. Ice. Pencil. Booty. Okay, and children. Bọn trẻ. Tip children là trẻ con, bọn trẻ. Đúng rồi. Nào, bây giờ cô sẽ đọc từng câu một lên nhá. Và sau đấy mình sẽ đoán xem mình nên điền từ gì vào đấy. Ok. Bởi vì tụi con làm bài này thì rất là khó. Hơi khó một chút. Thì mình có câu đầu tiên là I am an animal. Đó, I am an animal. Có nghĩa là tôi là một loài động vật. Nhá, I am an animal. I stand on my four long legs. And I have a beautiful long tail too. Tức là I stand, stand có nghĩa là đứng nhá. Tôi đứng bằng bốn cái chân rất dài. Và I have a beautiful long tail too. Là tôi có một cái lâu, một cái gì nhỉ? Nhỏ cái tail là cái gì con? Còn nhớ không? Còn nhớ không? Còn nhớ tail của cô là gì? Long tail. Ok, mình có cái tail là cái đuôi nhá. I have a beautiful long tail too. Và tôi cũng có một cái đuôi rất dài và đẹp nhá. I see with my two black. Và tôi thì sẽ nhìn bằng cái gì nhỉ? Tôi sẽ nhìn với hai cái gì đen đây? Nhìn bằng cái gì đó? Eyes. Đúng rồi. I see with my two black eyes. Ok, good. I like eating lots of things. Tôi thích ăn rất nhiều thứ. I like eating lots of things. For example, ví dụ như có cái đồ ăn gì ở đây nhỉ? Carrot. Đúng rồi. For example, carrot and apple. Mình có apple là gì? Apple là gì? Đúng rồi, apples. I drink a lot of. Tôi uống rất nhiều. I drink lots of. Lots of gì? Water. Water. I drink lots of water in the day. Tôi uống rất nhiều nước trong một ngày. Men, women and cả đàn cả nhỉ? Children. Ừ, đúng rồi. Cả đàn ông lẫn phụ nữ và lũ trẻ đều rất là thích riding. Mình có từ riding là từ là phát triển bởi từ ride. Đây cái từ ride. Để cô ride mình sẽ viết như thế này. Có cái gì đây. Để có cái từ ride viết như thế này nhá. Từ có xem nào. Cái màu này. Đây. Từ ride này có nghĩa là cưỡi ngựa. Nhưng mà cái từ ride này nó sẽ kết hợp với rất nhiều thứ. Nhưng mà nếu mà là riding a horse, ride a horse có nghĩa là cưỡi ngựa nhá. Ride a horse
Đó. Thì mình sẽ có cái từ khi mà từ right này mà đi với từ host thì có đôi cái chuột cô rồi. Cái chuột của cô đâu rồi ta? Ride a horse có nghĩa là cưỡi ngựa. Nhớ chưa? Còn ride a bike có nghĩa là đi xe đạp. Nói chung là cái từ ride này sẽ phải dùng với rất nhiều những cái từ khác nhau. Sao cô không thoát ra được ý nhỉ? Đó, cái từ ride này sẽ dùng với rất nhiều từ khác nhau, nhưng mà nó thường có nghĩa là đi lại. Đó, ví dụ ride a horse có nghĩa là đi cưỡi ngựa, còn ride a bike có nghĩa là đi xe đạp. Đó. What I am a horse. Đó. Vậy thì bây giờ cô sẽ đọc lại cả bài này một lần, và sau đó Minh Châu sẽ đọc lại cho cô nhé, để mình luyện tập kỹ năng đọc nhé con nhé. Từ mới ấy. Okay. Được không? Rồi. I am an animal. I stand on my four long legs and I have a beautiful long tail too. I see with my two black eyes. I like eating lots of things. For example, carrots and apples. I drink lots of water in the day. Men, women, and children like riding me. What I am a horse. Okay, now đọc lại cho cô nào. Sau đấy cô sẽ. I am an animal. I sit on my four long legs, and I have a beautiful long tail too. I see with me two black eyes. I like eating lots of meat. For example, carrots and apple. I drink lots of water in the day. Men, women, and children like reading me. What I am a host. Đúng rồi. What I am a host. Đáng ra bài này nhá sẽ là người ta phải cho mình đoán cái con này, nhưng mà người ta lại tự cho mình cái con này chứ. Bây giờ cô không thể làm thế nào mà cô out cái phần này ra được thì phải làm sao? Con. Chết rồi, cái máy tính của cô nó bị đơ rồi. Cái đơ thật sự luôn. Okay. Con ơi, con đợi cô một giây nhé. Để cô. Dừng chia sẻ như nào. Dừng. Mẹ ăn sáng luôn à? Rồi. Ok. Good. Đó. Nào, exercise 5 nào. Look at the picture and read the question. Write one word. À, tức là bài này người ta sẽ cho mình một bức tranh tiếp. Và người ta sẽ làm gì đây? Người ta sẽ hỏi mình câu hỏi và sau đấy mình sẽ phải trả lời bằng một từ. Nhá. Nào. Thì mình có cái example đầu tiên là how many animals are there? Có nghĩa là gì? Có bao nhiêu con vật ở đây? Đúng không? Mình có mấy con đây?
đếm với cô xem nào. Đếm với cô xem là mấy con ở đây nào. 5 con. Rồi. Nếu mà 5 thì mình sẽ tên là 5. Ok. Tiếp theo, where is the hippo? Mình có con hippo là con gì đã? Hà mã. Người ta hỏi là con hà mã đang ở đâu? Thì mình sẽ điểm từ ở đây là pound. Đó, mình tên là pound. Cái từ pound này có nghĩa là gì? Từ pound này có nghĩa là ao. Nhá, cái ao ấy. Cái... hơi khó giải thích nhỉ, nhưng mà nó là cái ao. Đó, ví dụ mấy cái ao thì có mấy cái ao nuôi cá ấy. Ao sông à? Đúng rồi, kiểu vậy đấy. Cô nghĩ vậy. Đúng rồi. Nó sẽ là cái ao nhá. Mà có thể dễ hình dung như cái ao nuôi cá. Rồi, đọc câu tiếp theo nào. Thế bây giờ mình sẽ vào câu hỏi đầu tiên của mình là what is the dog doing? Tức là người ta hỏi là con vịt đang làm gì? What is the dog doing? Con vịt đang làm gì kia con? Flying. Flying, đúng rồi. Nhưng mà sao con vịt lại biết bay nhỉ? Cô ít thấy vịt biết bay lắm ý. Cô chỉ thấy nó đi lại thôi và bơi. Bởi vì vịt không phải là một loại bay được dài đâu. Chắc là nó chỉ bay lên một tí thôi. Ok, flying. Number two nào. How many monkeys are there? Four. Chắc chưa? đúng rồi, cô đùa thôi. Đúng là four rồi đấy. Number three nào. What are they playing with? Playing with? Ball. Đúng rồi. Chúng đang chơi với cái gì? Chúng đang chơi với quả bóng. Quả bóng màu gì con? Quả bóng màu hồng. Rồi. Pink. Okay. Number four now. What is the girl doing? Hơi khó nhỉ. What is the girl doing? Thử nói một từ xem nào. Một từ gì cũng được. Thử cho cô một từ. Playing này. Pointing này. Thì cũng được. Thế mình thử là playing nhá. Xem có đúng không nhá. Thế mình check cái kết quả nhá. Okay. Pointing. Đó. Cái từ pointing vừa nãy cô nhắc đến có nghĩa là chỉ. Đúng không? Đây này, con thấy cái tay bạn ấy không? Nên có. Đúng rồi, vậy thì bạn ấy đang chỉ. Vậy thì mình sẽ có từ point. Point có nghĩa là chỉ. Vậy thì pointing có nghĩa là đang chỉ. Hoặc là laughing. Laughing có biết là gì không? Không, không. Mình có từ laugh. Mình có từ laugh có nghĩa là cười. Vậy thì laughing có nghĩa là đang cười. Đó, hai từ này cũng là từ hai hoặc từ hoàn toàn mới này. Pointing and laughing. Nào, đọc lại cho cô nào. Pointing. Pointing. Pointing and laughing. Laughing. Đúng rồi. Mặc dù cái âm này là âm GH, nhưng mà cái tận cùng của cái từ này vẫn là từ F. Vậy nên thì mình sẽ nối cái âm ing và trong cái từ đấy sẽ là laughing. Nhá, chứ không phải là laughing hay laughing. Ok, laughing. Đó, là chỉ và cười. Chỉ hoặc là cười. Rồi, number 5 nào. What is the monkey eating? Ice cream. Đúng rồi, ice cream. Ok. Đó, bài hôm nay cũng khá là ngắn. Bây giờ cô sẽ cho con xem một cái này. Cô sẽ cho con xem một cái video về animals, animal songs, để mình sẽ biết thêm về một số con vật khác. Xem một con gì lạ mà mình chưa biết không. Ở bài này mình xem chưa ấy nhỉ?
Xem rồi á? Thật không? Bé xem rồi à? Thôi được rồi, được rồi, đây, đây, đây. Ở bài này là các con vật ở trong rừng nhá. Bài này là trong rừng này chắc sẽ có nhiều con lạ hơn. Có nói với con vật không nhỉ? Không nói với con vật cơ. Cái bài Let's Go to the Zoo này mình xem rồi thật hả? Ok. Đây 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 đây. Đây để cô cho xem bài này. Xem bài này xem nào. Let's sing a song about animals. Okay. Jump, jump, like a kangaroo. Jump, jump, like a kangaroo. Jump, jump, like a kangaroo. Let's sing the animal song. Let's swing our noses like an elephant. Swing, swing, like an elephant. Swing, swing, like an elephant. Swing, swing, like an elephant. Let's sing the animal song. Let's count to ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Shake, shake, like a rattlesnake. Shake, shake, like a rattlesnake. Shake, shake, like a rattlesnake. Let's sing the animal song. Let's fly like a pelican. Fly, fly, like a pelican. Fly, fly, like a pelican. Fly, fly, like a pelican. Let's sing the animal song. Let's count. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Sleep, sleep, like a koala. Sleep, sleep, like a koala. Sleep, sleep, like a koala. Let's sing the animal song. Okay. Mình có cái con cuối cùng này này. Là con gì nhỉ con nhỉ? Con gì? Ok, mình có con này là con koala. Con koala. Koala. Con này tiếng Việt là gì nhỉ? Đây này, con gấu koala này này. Con biết con gấu koala này không? Không. Không hả? Con này dễ thương lắm. Con gấu koala. Con chưa vừa thật á? Từ nhá, cô xem nào. Chưa nhìn thấy con, chưa chưa biết đến con koala đấy bao giờ hả? Năng động không ngừng nghỉ nhờ Tiana siêu thấm. Khóa ẩm 3 lần Tiana siêu thấm mới. With con này ears, round heads, and spoon-shaped noses, koalas are known for their lovable faces. But these sleepy Australian. Oh, nhưng mà không, chắc chắn con biết đến con này luôn. Con đã, con có hay ăn bánh gấu không? Không có. Ừ, cái bánh gấu đó là cái bánh gấu gì nhỉ? Amazing. Đây 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 con này này. Thấy cái con này quen không? Con có ăn bánh này. Thấy đúng rồi, con này chính là con koala đấy, chính là con gấu koala. Koala đó, mình hay có hai cái bản này đúng không? Một là cái con panda này đó, hai là con koala đó. Đấy thì đây chính là con gấu túi. Sao lại dựng được con gấu túi? Đó. Rồi, ok, nào bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi nhá. Là trò chơi animals. Tức là trò này là sao? Mình sẽ sắp xếp các từ vào đây. Thế để cho nó đúng. Con gì đây con? Cua. Ừ, con cua tiếng Anh là gì biết không? Không. Mình sẽ có con cua tiếng Anh là crab. Nhá, crab. Đó, crab mình sẽ viết như này. Crab.
crab. Crab. Crab. Well done. Đây, con này dễ hơn. Lion. Ok, viết như nào? Lion. Lion là con gì? Lion là con gì? Chim chân ra. Tiếp này. Con gì đây? Con này hơi khó đây này. Jack. Như nào? Biết như nào con? Why? Ok. Okay. Con này là con bò gì? Well done. Bò gì đây? Bò tại đây con này dễ này. Fish. Fish. Ghê. I-S. Mà, nhưng mà nhá, cái con này nó có tên là gì nhỉ? Nó có tên giống trong một bộ phim của nó là con gì đây? Con Nemo ấy. Đi tìm Nemo ấy. Con Nemo ấy. Con chưa xem. Chưa xem á? Thế thì con đã quên đấy. Không phải chưa xem đâu, con Nemo cơ mà. Và mình sẽ có cái tên gọi con Nemo là con cá hề. Đó, mình sẽ gọi là clownfish. Clownfish không phải là fish bình thường mà sẽ là clownfish vì nó là con cá hề. Đây, con mà con yêu thích đây, nhưng mà viết thì hơi khó. Viết thì rất khó. Penguin. Nào, đọc lại cô cái gì? Từ từ cô phải tắt cái nhạc này đi được. Penguin. Chết rồi. Con ơi, cô ao bao giờ? Từ từ nha. Chết rồi. Đợi thì cô tí. Cô sắp xếp nó lại đây. Crab. Well done. Nào, con gì đây? Rabbit. Rabbit. Biết nào? R. A. B. 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 I C. Rabbit. Well done. Rồi. Đây, con này hơi khó này. Phải là con vịt, là con gì? Không phải con vịt đâu nha. Hỏi con... chết rồi, con nó cũng lại ấn ra rồi. Tí mình sẽ qua đây. Ôi chết rồi. Nào, con gì đây? Con tôm. Con tôm tiếng Anh là gì biết không? Con tôm. Mình sẽ gọi là stream. 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 Well done. Ok. Đây, con này dễ hơn này. Elephant. Elephant. Nào, nốt một con cuối cùng nào để mình kết thúc bài học này. Ok, con này thì dễ luôn. À, nhưng mà cũng không biết con có biết không. Rhino. Rhino, đúng rồi. Rhino. Rhino là con gì? Con pegasus. Đúng rồi, rhino. Thôi nốt một con nữa nhá. Nốt một con nữa. Con này con không biết. Con này là con cá voi. Mình sẽ gọi là whale. Whale. Rồi. Đó, em ơi, mình biết được rất nhiều con mới đúng không? Sau mình sẽ luyện tập tiếp để mình
để mình biết hơn nhiều hơn nhá. Rồi. We finish our lesson today. Đó, buổi hôm nay mình đã học xong rồi nhá. Thì từ buổi sau mình sẽ không ôn tập nữa, bởi vì mình đã ôn tập xong hết rồi. Từ sau mình sẽ học về bài mới. Okay. Okay. Bye. Goodbye and see you soon. Goodbye, teacher. Bye. Bye.